Thầy xin chào tất cả các con. Thầy rất vui khi được gặp lại các con trong tiết toán ngày hôm nay. Để học tốt, các con cần chuẩn bị cho thầy sách giáo khoa toán lớp 2, bộ sách trang trời sáng tạo tập 2, bút bi, bút chì, vở ô ly và các con cũng lưu ý khi ngồi học thì các con ngồi thật ngay ngắn và tập trung nghe thầy giảng bài. Kính mong quý phụ huynh cũng luôn đồng hành cùng các con để tiết học diễn ra đạt hiệu quả cao hơn. Ở tiết học trước, các con đã được tìm hiểu bài phép chia và biết được như thế nào là phép chia biết được mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. Từ một phép nhân ta có thể viết được hai phép chia tương ứng. Hôm nay để giúp cho các con ôn lại các kiến thức mà các con đã học, thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các con bài phép chia tiết 2, tiết 3, sách giáo khoa trang 20, 21. Bây giờ thầy mời các con đi vào bài tập số 3. Bài tập số 3 tìm kết quả phép chia dựa vào phép nhân theo mẫu. Bây giờ thầy mời các con quan sát bài mẫu. Quan sát bài mẫu thì các con thấy 20 chia 5 bằng bao nhiêu? À đây là phép chia mà các con chưa được học. Như vậy ta phải dựa vào phép nhân. Và các con dựa vào phép nhân 5 x 4 bằng 20. Dựa vào mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia thì phép nhân 5 x 4 bằng 20 ta sẽ viết được phép chia 20 chia 5 bằng 4 ở bài tập 3 này các con còn lại ba câu đó là câu a câu b và câu c dựa vào bài mẫu mà thầy đã hướng dẫn thì các con hãy mở sách giáo khoa trang số 20. các con dùng bút chì điền số thích hợp vào các dấu chấm hỏi cho thầy Các con đã hoàn thành chưa? Bây giờ các con xem đáp án của thầy các con đi vào câu A. 8 chia 2 bằng bao nhiêu? Để biết 8 chia 2 bằng bao nhiêu thì các con sẽ nhẩm 2 nhân mấy bằng 8. À dựa vào phép nhân và dựa vào bản nhân 2 thì 2 nhân 4 bằng 8. Như vậy ở dấu chấm hỏi này các con sẽ điền số 4. Từ phép nhân 2 nhân 4 bằng 8 ta viết được phép chia 8 chia 2 bằng 4. Như vậy, ở dấu chấm hỏi này, các con sẽ điền số 4. Các con sang câu B. 20 chia 2 bằng bao nhiêu? À, để biết 20 chia 2 bằng bao nhiêu, thì các con sẽ nhẩm 2 nhân mấy bằng 20? À, trong bảng nhân 2, thì 2 nhân 10 bằng 20. Cho nên, ở dấu chấm hỏi này, các con sẽ điền số 10. Dựa vào mối quan hệ giữa pháp nhân và pháp chia, và dựa vào phép nhân 2 x 10 bằng 20 ta viết được phép chia 20 chia 2 bằng 10 ở dấu chấm hỏi này các con sẽ điện số 10 các con sang câu C 35 chia 5 bằng bao nhiêu à để biết 35 chia 5 bằng bao nhiêu các con sẽ dựa vào phép nhân và nhẩm cho thầy 5 nhân mấy bằng 35 dựa vào bản nhân 5 thì 5 nhân 7 bằng 35. Như vậy, ở dấu chấm hỏi này, các con sẽ điền số 7. Từ phép nhân, 5 x 7 bằng 35. Các con sẽ biết được phép chia. 35 chia 5 bằng 7. Và ở dấu chấm hỏi này, các con sẽ điền số 7. Vừa rồi, thầy đã hướng dẫn cho các con xong bài tập số 3. Qua bài tập số 3 này, giúp cho các con nắm được mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. Và từ một phép nhân, các con sẽ biết được các phép chia tương ứng. Tiếp theo, thầy mời các con sang hoạt động kế tiếp. Đó là hoạt động vui học. Hoạt động vui học em chỉ đường cho bạn rùa về đích đi theo phép tính đúng. Ở hoạt động này thì các con chú ý là các con sẽ chỉ đường cho bạn rùa về đích đi theo phép tính đúng. Quan sát hình ảnh của hoạt động vui học thì các con thấy ở dấu chấm màu đỏ này là điểm xuất phát của bạn rùa. Và dấu chấm màu đỏ này là điểm về đích của bạn rùa. Và ở vị trí này thì bạn rùa sẽ có hai hướng để đi. Hướng thứ nhất là đi thẳng và hướng thứ hai là rẽ phải. Bây giờ các con cùng thầy nhận xét hai phép tính. 2 x 9 bằng 18 và 5 x 6 bằng 35. Ở phép tính 2 x 9 bằng 18 thì dựa vào bản nhân 2 thì 2 x 9 bằng 18 là phép tính đúng. Phép tính 5 x 6 bằng 35 là phép tính sai vì 5 x 6 bằng 30. Như vậy, bạn rùa sẽ đi thẳng. Ở vị trí này thì bạn rùa có hai hướng để đi. Hướng thứ nhất là đi thẳng và hướng thứ hai là rẽ phải. Như vậy, thầy cùng các con nhận xét hai phép tính. 18 chia 2 bằng 9 và 8 chia 2 bằng 16 Đầu tiên là phép tính 8 chia 2 bằng 16 Dựa vào bản nhân 2 thì 2 x 4 bằng 8 Như vậy 8 chia 2 bằng 16 là phép tính sai Tiếp theo là phép tính 18 chia 2 bằng 9 Dựa vào bản nhân 2 thì 2 x 9 bằng 18 Cho nên 18 chia 2 bằng 9 là phép tính đúng. Như vậy, bạn rùa sẽ rẽ phải. Ở vị trí này thì bạn rùa có 3 hướng để đi. Hướng thứ nhất là rẽ phải. Hướng thứ hai là rẽ trái và hướng thứ ba là đi thẳng. Bây giờ các con cùng thầy nhận xét 3 phép tính này. Đầu tiên là phép tính 40 x 8 bằng 5. 40 x 8 không thể nào bằng 5. Cho nên phép tính này là phép tính sai. Tiếp theo, phép tính 35 chia 5 bằng 7. Dựa vào bản nhân 5 thì 5 x 7 bằng 35 cho nên 35 chia 5 bằng 7 là phép tính đúng. Phép tính kế tiếp, 18 chia 9 bằng 2. Dựa vào bản nhân 2 thì 2 x 9 bằng 18 cho nên 18 chia 9 bằng 2 là phép tính đúng. Như vậy, bạn rùa có hai hướng để đi. Hướng thứ nhất là rẽ phải và hướng thứ hai là đi thẳng. Tuy nhiên, ở hướng rẽ phải thì các con sẽ nhận định thêm phép tính 20 x 2 bằng 10. Xem phép tính này có đúng hay không. Trong bảng nhân 2 thì 2 x 10 bằng 20. Cho nên phép tính này 20 x 2 bằng 10 là phép tính sai. Như vậy bạn rùa chỉ có một hướng để đi Đó là đi thẳng Ở vị trí này Thì bạn rùa có hai hướng để đi Hướng thứ nhất là rẽ phải Và hướng thứ hai là rẽ trái Bây giờ các con cùng thầy nhận xét hai phép tính này Phép tính 50 chia 5 bằng 10 Dựa vào bảng nhân 5 Thì 5 x 10 bằng 50 Cho nên 50 chia 5 bằng 10 là phép tính đúng. Tiếp theo, phép tính 25 chia 5 bằng 5. Trong bảng nhân 5 thì 5 nhân 5 bằng 25. Cho nên 25 chia 5 bằng 5 là phép tính đúng. Ở vị trí này thì bạn rùa sẽ có hai hướng để đi. Hướng thứ nhất là rẽ phải và hướng thứ hai là rẽ trái. Tuy nhiên, đích nằm ở hướng rẽ trái cho nên bạn rùa sẽ rẽ trái và về đích. Như vậy, dựa vào việc áp dụng bản nhân 2 và bản nhân 5 và mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia, các con đã nhận định được phép tính nào là phép tính đúng, phép tính nào là phép tính sai và giúp cho bạn rùa về đích an toàn và nhanh nhất phải không nào? Tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn cho các con nhận biết dạng bài toán về lặp lại hay là dạng bài toán về chia đều. Đầu tiên là dạng bài toán về lặp lại. Nếu bài toán cho chúng ta biết một nhóm đối tượng được lặp lại nhiều lần về mặt số lượng, nhiệm vụ của các con là tìm có tất cả bao nhiêu đối tượng thì đó là dạng bài toán về lặp lại. Và dạng bài toán về lặp lại thì các con sẽ thực hiện phép tính nhanh và phép tính được chọn sẽ là phép tính nhanh. Dạng bài toán thứ hai là dạng bài toán chia đều nếu bài toán có sự chia đều, ta phải tìm xem có bao nhiêu phần hoặc tìm xem mỗi phần có bao nhiêu thì đó là dạng bài toán về chia đều và phép tính được chọn sẽ là phép tính chia. Bây giờ thầy có ví dụ như sau. Mỗi chú thỏ có hai cái tay. 6 chú thỏ có bao nhiêu cái tay? Bây giờ các con hãy quan sát bài toán này, suy nghĩ và trả lời cho thầy. Đây là dạng bài toán về lặp lại hay là dạng bài toán về chỉ điệu. Các con có câu trả lời chưa nào? À, quan sát bài toán này thì các con thấy bài toán cho chúng ta biết mỗi chú thỏ có hai cái tay và có 6 chú thỏ. Như vậy, hai cái tay được lặp lại 6 lần, cho nên đây là dạng bài toán lặp lại. Hai tay thỏ được lặp lại 6 lần. Như vậy phép tính được chọn sẽ là phép nhanh Các con sang ví dụ kế tiếp. Xếp đều 20 cái bánh vào 5 hộp. Mỗi hộp có bao nhiêu cái bánh? Các con quan sát bài toán này, suy nghĩ và trả lời cho thầy nhé. Các con có câu trả lời chưa nào? À, quan sát bài toán này thì các con thấy bài toán cho biết có 20 cái bánh và được xếp đều vào năm hộp. Như vậy, đây là dạng bài toán chia đều. Và chia đều 20 cái bánh vào năm hộp. Như vậy, phép tính được chọn là phép chia. Vừa rồi, thầy đã giúp cho các con nhận biết được dạng bài toán nào là dạng bài toán về lặp lại và dạng bài toán nào là dạng bài toán về chia đều. Như vậy các con hãy suy nghĩ, đọc kỹ đề bài và lựa chọn phép tính sao cho phù hợp nhé. Bây giờ thầy mời các con sang bài tập số 4. Bài tập số 4. Câu A. Mỗi đội bóng có 5 cầu thủ. Hỏi 6 đội bóng có bao nhiêu cầu thủ? Câu B. Xếp đều 30 quả cam vào 5 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam? Bây giờ thầy mời các con đi vào câu A. Câu A, mỗi đội bóng có 5 cầu thủ, hỏi 6 đội bóng có bao nhiêu cầu thủ. Bây giờ thầy mời một bạn đọc lại yêu cầu bài toán này cho thầy. Dạ thưa thầy, con đọc bài toán. Mỗi đội bóng có 5 cầu thủ. Hỏi 6 đội bóng có bao nhiêu cầu thủ. À rất tốt, thầy cảm ơn các con. Như vậy sau khi đọc bài toán, các con cho thầy biết bài toán cho biết gì? Về số cầu thủ. À đúng rồi, bài toán cho chúng ta biết mỗi đội bóng có 5 cầu thủ. Các con quan sát tiếp và cho thầy biết bài toán hỏi gì? À đúng rồi, bài toán hỏi 6 đội bóng có bao nhiêu cầu thủ? Như vậy, sau khi quan sát và tìm hiểu bài toán thì các con cho thầy biết đây là dạng bài toán về lặp lại hai chỉ điều. À đúng rồi, đây là dạng bài toán về lặp lại. Vì mỗi đội bóng có 5 cầu thủ và có 6 đội bóng, cho nên 5 cầu thủ được lặp lại 6 lần. Đây là dạng bài toán về lặp lại và phép tính được chọn sẽ là phép tính gì nào? À đúng rồi, phép tính được chọn sẽ là phép tính nhanh. Bây giờ các con hãy mở vở ô ly, trình bày bài giải vào vở ô ly cho thầy nhé. Các con đã hoàn thành chưa nào? Bây giờ các con xem đáp án của thầy. Để trình bày được bài giải thì các con sẽ thực hiện 3 bước. Bước thứ nhất là các con sẽ đặt câu lời giải. Và đặt câu lời giải thì các con sẽ dựa vào câu hỏi. Ở bài toán này hỏi 6 đội bóng có bao nhiêu cầu thủ thì các con sẽ viết được câu lời giải là số cầu thủ 6 đội bóng có là Bước thứ hai là các con sẽ viết phép tính và phép tính được chọn của bài toán này là phép tính nhanh. Và thầy có phép tính 5 x 6 và 5 x 6 bằng 30. Các con mở ngoặt, các con ghi đơn vị là cầu thủ, sau đó đóng ngoặc lại. Bước thứ ba là các con sẽ viết đáp số. Để viết được đáp số thì các con sẽ viết kết quả mà các con vừa tìm được. Như vậy đáp số 30 cầu thủ các con sang câu B. Xếp đều 30 quả cam vào 5 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam? Thầy mời một bạn đọc lại yêu cầu bài toán này cho thầy. Dạ thưa thầy, con đọc bài toán. Xếp đều 30 quả cam vào 5 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam? Rất tốt, thầy cảm ơn các con. Sau khi đọc bài toán, các con cho thầy biết bài toán cho biết gì? À, bài toán cho chúng ta biết. Xếp đều 30 quả cam vào 5 đĩa. Các con quan sát tiếp và cho thầy biết. Bài toán hỏi gì? À, đúng rồi. Bài toán hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam. Như vậy, sau khi tìm hiểu bài toán này, các con cho thầy biết đây là dạng bài toán về chia đều hay lặp lại. À, chính xác. Đây là dạng bài toán về chia đều. Vì xếp đều 30 quả cam vào 5 đĩa. Ở bài toán này, sách giáo khoa đã gợi ý cho các con câu là giải, phép tính và đáp số. Nhiệm vụ của các con là mở sách giáo khoa trang số 21, tính và điền kết quả vào các dấu chấm hỏi sao cho phù hợp nhé. Các con đã hoàn thành chưa? Bây giờ các con xem đáp án của thầy. Bài giải. Số quả cam mỗi đĩa có là. Phép tính 30 chia 5. Để biết 30 chia 5 bằng bao nhiêu thì các con sẽ dựa vào bản nhân 5. Dựa vào bản nhân 5 thì 5 x 6 bằng 30. Từ phép nhân 5 x 6 bằng 30 ta viết được phép chia 30 chia 5 bằng 6. Như vậy ở dấu chấm hỏi này các con sẽ điền số 6. Tiếp theo, đáp số các con điền 6 quả cam. Tiếp theo, thầy mời các con sang bài tập số 5. Bài tập số 5 tìm phép tính phù hợp với bài toán. Ở bài tập số 5 này, thầy có 3 bài toán và 3 phép tính ở bên tay phải. Như vậy, nhiệm vụ của các con là tìm phép tính phù hợp với ba bài toán ở bên tay trái. Bây giờ, thầy mời các con đi vào bài toán thứ nhất. Có hai hộp, mỗi hộp có 5 cái bánh. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bánh? Thầy mời một bạn đọc lại bài toán này cho thầy. Dạ thưa thầy, có hai hộp, mỗi hộp có 5 cái bánh. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bánh? Rất tốt, thầy cảm ơn các con. Như vậy sau khi đọc bài toán, các con cho thầy biết đây là dạng bài toán về lặp lại hay chia đều? À đúng rồi, quan sát bài toán này thì các con thấy mỗi hộp có 5 cái bánh và có hai hộp như vậy 5 cái bánh được lặp lại hai lần. Cho nên đây là dạng bài toán về lặp lại và phép tính được chọn là phép tính nhanh. 5 cái bánh được lặp lại hai lần thầy có phép nhân 5 x 2 và 5 x 2 bằng 10 là phép tính phù hợp với bài toán thứ nhất. Các con sang bài toán thứ hai. Chia đều 10 cái bánh cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái bánh. Thầy mời một bạn đọc lại yêu cầu bài toán này cho thầy. Dạ thưa thầy, chia đều 10 cái bánh cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái bánh. Rất tốt, thầy cảm ơn các con. Như vậy, sau khi đọc bài toán này, các con cho thầy biết đây là dạng bài toán về lặp lại hay chia đều. À, rất dễ dàng phải không nào? Bài toán cho chúng ta biết chia đều 10 cái bánh cho 5 bạn. Như vậy, đây là dạng bài toán về chia đều. Chia đều 10 cái bánh cho 5 bạn, thầy sẽ có phép tính 10 chia 5. Và 10 chia 5 bằng 2 là phép tính phù hợp với bài toán thứ hai. Các con sang bài toán thứ ba. Có 10 cái bánh, chia cho mỗi bạn hai cái bánh. Hỏi có mấy bạn được chia bánh? Thầy mời một bạn đọc lại yêu cầu bài toán này cho thầy. Dạ thưa thầy, có 10 cái bánh, chia cho mỗi bạn hai cái bánh. Hỏi có mấy bạn được chia bánh? Rất tốt, thầy cảm ơn các con. Như vậy, sau khi đọc bài toán này, các con cho thầy biết đây là dạng bài toán lặp lại hay chia đều? À, cũng rất dễ dàng phải không nào? Đây là dạng bài toán về chia đều vì bài toán cho biết có 10 cái bánh và chia cho mỗi bạn hai cái bánh. Như vậy phép tính được chọn sẽ là phép tính chia. Có 10 cái bánh chia cho mỗi bạn hai cái. Thầy có phép chia 10 chia 2 và 10 chia 2 bằng 5 là phép tính phù hợp với bài toán thứ ba. Như vậy, thầy đã vừa hướng dẫn cho các con xong bài học ngày hôm nay. Qua bài học ngày hôm nay, giúp cho các con nhớ lại được mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. Từ một phép nhân, ta sẽ viết được các phép chia tương ứng. Bên cạnh đó, còn giúp cho các con nắm được dạng bài toán nào là dạng bài toán về lặp lại, dạng bài toán nào là dạng bài toán về chia đều và lựa chọn phép nhân hay phép chia sao cho phù hợp. Tiết học đến đây là hết. Thầy chúc các con nhiều sức khỏe, chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các con vào tiết sau.